Jovic. Matikas. Rất hợp lý Matikas. Căng ngang cơ hội. Lewandowski. 1-0 dành cho các thủ Ba Lan. Pha xử lý khéo léo của Lewandowski và người ở phía trong là Zielinski. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi đã đề cập đến trong lối chơi của đội tuyển Ba Lan. Một khoảnh khắc rất nhanh đã giúp cho đội tuyển Ba Lan làm nên chuyện sau khi ống kính vừa hướng đến sự điềm tĩnh của ông Misniewicz. Lần thứ hai tại giải lần này giúp để cho đối thủ dẫn trước. Chúng tôi đã nói về bộ ba Zielinski, Milik và Lewandowski. Và trong tình huống này là một pha bóng rất đơn giản như vậy. Tình huống bóng dài, sau đó là một khoảnh khắc chồng biên. Lewandowski dù không thể thành công trong tình huống đầu tiên, nhưng Misniewicz, Matikas. Rất hợp lý Matikas. Căng ngang cơ hội. Lewandowski. 1-0 dành cho các thủ Ba Lan. Pha xử lý khéo léo của Lewandowski và người ở phía trong là Zielinski. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi đã đề cập đến trong lối chơi của đội tuyển Ba Lan. Một khoảnh khắc rất nhanh đã giúp cho đội tuyển Ba Lan làm nên chuyện sau khi ống kính vừa hướng đến sự điềm tĩnh của ông Misniewicz. Lần thứ hai tại giải lần này giúp để cho đối thủ dẫn trước. Tôi đã nói về bộ ba Zielinski, Milik và Lewandowski. Và trong tình huống này là một pha bóng rất đơn giản như vậy. Một tình huống bóng dài, sau đó là một khoảnh khắc chồng biên. Lewandowski dù không thể thành công trong tình huống đầu tiên,